Ok các bạn, bây giờ là đang 7 giờ tối. Đi chợ. Bây giờ là phải đi mua tôm. Tại giờ nó nói nó thích ăn tôm. À, sành gừng thì giờ mới làm ra cũng phải đi mua thôi. Mình sẽ coi hôm nay tôm bao nhiêu. Đây là một cái chợ Mỹ các bạn. Giờ chúng ta sẽ đi mua tôm. Và mình phải lựa những con bự nhất. Ở trong đây nó đâu có cho lựa đâu các bạn. Kêu nó lấy thì nó cũng biết. Rồi, có quầy lớp tờ đâu rồi? Ờ, quầy lớp tờ bên kia. Giờ là đi đi coi lớp tờ. Ok các bạn, mình tới quầy lớp tờ rồi. Lớp tờ hôm nay là 9 đồng một pound. Ok, bây giờ mình sẽ mua lớp tờ. Đây lớp tờ nó bán cho các bạn, nó nói là nó sẽ cúc cho các bạn mà không có chạc tiền các bạn. Anything else, sir? Yeah, thank you. Can't get four lobsters? I have no lobsters until Sunday. Oh, it's for Sunday. Thank you. Well, sorry. Okay. Mình phải đi qua một cái chợ khác, bà mẹ nó sao cũng chết mình. Các bạn có vợ đi rồi sẽ hiểu cái cảnh mà vợ nó muốn cái gì là phải làm cái đó, không mà không khó sống. Can't have four lobsters? Yeah. Not lies. And can you try the big one for me? Yeah, được. Cốt cuộc cũng có các bạn ơi. Bây giờ phải mua về làm nữa, trời, phải mua sống về luộc cho nhanh, phải làm sao gừng nữa. Bây giờ là phần sơ chế, mình sẽ cắt nó ra các bạn. Cắt mấy cái này ra này. Mà cảnh giết mình không có quay cho các bạn coi. Giờ quay chặt ra thôi. Bây giờ là nướng mấy cái đầu các bạn. Thường cái đầu mình không muốn xào chung, đầu lúc nào mình cũng muốn nướng nha. Nướng có thì nó có gạch đó các bạn xào nó bị rớt ra ngoài mình không biết. Hôm nay mình nướng để mình để ăn được nguyên cái gạch. Này bỏ phô mai lên nướng ha. Chi, bỏ chi nhá. Đây nguyên liệu có hành gừng. Hôm nay mình đã sơ chế, mình cắt xong hết rồi. Giờ mình sẽ bỏ bột vô để mình áo một lớp bột rồi xong mình sẽ chiên ha. Giờ bỏ bột vô các bạn. Bỏ hết rồi. Đây là mình đã áo một lớp bột rồi ha. Bây giờ mình sẽ chiên nó ha. Ok, bây giờ mình sẽ luộc mì spaghetti. Mình sẽ ăn mì này ha. Ở tiệm tàu nó hay ăn mì là mì tươi á các bạn. Mà mình ở đây không có mì tươi, mình ăn spaghetti. Cái sợi nó khác nè. Sợi nó bự hơn. Thì mình sẽ chiên cái đống này. Vô cái đống dầu đó. Chút nữa cho mình chỉ cho các bạn làm nước sốt. Rất là đơn giản các bạn. Này gọi là deep
fry các bạn, có nghe chiên ngập trong dầu á, chiên ngập nó trong dầu luôn nè. Chiên ngập nó trong dầu luôn để cỡ vài phút thôi à. Không có chiên khô quá, nó chín cái bột. Ok các bạn, mình đơn giản lắm, nước sốt của mình đơn giản lắm, nó có 4 thứ chính: dầu hào, nước tương, đường với tương ớt, 4 thứ này thôi ha. Thì mình sẽ lấy dầu hào mình bỏ vô, nước tương bỏ vô, rồi nói chung là mấy cái này hết, rồi mình thêm miếng nước nữa các bạn. Ok, giờ bỏ dầu hào các bạn, cho dầu hào hết rồi này, lấy chai mới rồi mày. Pha miếng nước vô. Miếng dầu hào các bạn, thường đừng có làm mặn quá các bạn, tại vì cái thịt tôm hùm nó đã có vị mặn rồi các bạn. Thì cái này là tùy các bạn nêm nếm nha, mình chỉ cho các bạn biết là những cái nguyên liệu chính của nó thôi ha, rồi là tùy các bạn bỏ nêm nếm sao, chứ mình không có, tại vì khẩu vị mỗi người khác nhau, mình không có chỉ các bạn bỏ bao nhiêu hết trơn á. Mà phải làm cho cái nước sốt này nó có vị ngọt nhiều hơn ha. Thêm chừng ớt nữa. Và sau đó mình trộn lên các bạn. Trộn lên mình nêm nếm coi nó vừa chưa ha. Yeah. Bây giờ mình sẽ vớt nó ra. Ok. Ok các bạn, bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu làm thôi. Cái này mình bỏ bơ ha, thì dầu cũng được mà bơ nó cũng được, cái nào cũng được, cho miếng thơm rồi cho nó tan ra. Xong mình bắt đầu mình bỏ gừng vô mình xào, và mấy cái gốc hành đó mình xào, tại vì nó cứng mình xào trước. Nó xào cho nó thơm lên các bạn. Cho nó thơm gừng lên các bạn bỏ nước sốt vô ha. Đó, cho nó sôi lên cái nữa các bạn. Cái bếp này nó không giống mấy bếp của nhà hàng, là cái lửa nó mạnh lên đó, nó sôi rất là nhanh. Để mùa hè mình làm cho các bạn, tại mình có mua cái bếp khè lửa giống như trong mấy cái quán ăn á. Mùa hè mình sẽ làm, tại vì cái đó phải để ngoài ha. Hay cho nó sôi lên cái các bạn bỏ tôm vô được rồi.
thì các bạn bỏ sốt lên cho nó thấm. Thấm nước sốt. Đó, cho nó thấm chút đi, cho thấm thấm cái sốt vô chút đi. Xả mì các bạn, xả mì cho nó khô lại, chế lại nó bớt nóng. Cái gì bỏ bột này gọi bột bắp đó các bạn, cho nó sệt cái nước này. Xong rồi giờ bỏ hành thôi. Xong các bạn. Giờ bỏ, thầy muốn cho thấm nó bỏ mì vô xào một chút nữa. Xong các bạn. Các bạn bây giờ sẽ để ra thôi. Cái là mì các bạn. Mì ra. Sau đó ta sẽ tới dĩa này, mong rằng nó hết, nó đủ. Đây, xong các bạn ơi, xong một dĩa tôm hùm xào hành gừng với mì spaghetti. Spaghetti tiếng Anh, tiếng U đồ. Rồi chờ mấy cái đầu tôm ra nướng ra là thấy ăn được rồi đó các bạn. Hello, xin chào các bạn. Rồi thì có nhiều bạn hỏi tại sao mình không làm video mà làm về làm đồ ăn nữa, thì hôm nay mình quyết định làm là cái món này, món quen thuộc của mình hay làm thôi các bạn. Cái món rất là đơn giản, có nghĩa là tôm hùm xào hành gừng với mì. Thường tiệm tàu hay xào bằng cái mì tươi á, thì bây giờ mình xào bằng mì spaghetti tại vì nó cái sợi nó bự á, ăn thấy ngon. Này tôm hùm mình cái đầu là mình hay nướng, nhất là mình thích nhất là nướng ha, thích nhất là nướng bơ ha. Giờ mời các bạn ăn thôi ha. Xin mời lâu không có ăn. Thử cái mì chứ. Cái này mì này lần này là mình làm, mình không có để mà mình sốt lên, cái này là mình bỏ vô mình xào luôn. Nghĩ ngon hả? Thử cái này. Nó thấm hơn rồi.
nó này nha, gấp này nè. Chắc là mình ăn low carb các bạn, không mình không ăn tinh bột, nhưng mà mì này mà không có ăn tôm hùm, không có mì thì nó ủ hết, nên cũng phải ăn ha. Ừ. Phải ăn mì thôi. Ăn rồi. Rất là ngon. Quay nãy luộc ít hả? Luộc ít ít thôi, luộc nhiều quá ăn không? Ăn ít nhiều hơn. Ngon. Mệt quá, ngon. Mùi ngon. Nó thơm. Là cách mình làm rất là đơn giản rồi. Thấy nhà làm là được. Nó thơm gừng, nó thơm, đủ hết. Ấy vô chung, chọn chung vô nó ngon, nó thấm. Một cũng là không ăn gừng. Trúng gừng. Vô cái mà. Trúng gừng là nuốt luôn. Giờ ăn trúng gừng là nuốt cho nó thấm. Gừng ấm bụng. Rau ăn gừng thì tốt. Lâu lắm, mấy tháng trời mình không có làm video làm đồ ăn, bận rộn với cũng làm biếng à, mấy video các bạn coi là mấy video trước đó hết trời mình chỉ edit ra thôi, video là mấy mà cầm đoạn mấy thôi. Cúng gừng hả? Ừ. Ăn đi. Không ăn gừng hả? Không ăn gừng được. Rồi. Có gừng. Hai chồng ngược đời. Ừ. Chồng có gừng vợ chết được. Bột có thấm nè, ngon nè. Nó không cần chấm gì, nó vừa ăn. Hổng ra tự nhiên giờ cũng thèm spaghetti nữa, định gửi chồng để ăn spaghetti. Ngon. Tiệm gần nhà nè. Đó. Chắp thai nữa. Chắp thai. Nó nóng hả? Hả? Làm spaghetti hả? Ừ. Nó ý á. Có ngoài đường đi ngang mấy ngoài. Nghe miếng thịt nữa nè. Nghe thịt nhiều. Toàn cục thịt. Toàn bột nha. Làm về mệt lắm các bạn. Mọi vợ nó muốn không phải làm cho ăn. Nó ăn nó còn còn nhiều. Thương thương yêu. Ôi còn thịt ăn nhiều rồi má. Ừ, ăn trộm nhóc luôn rồi. Ừ. Còn mấy càng nữa. Ăn một xíu à. Rồi, các bạn ha. Thịt nó dai các bạn. Mà nó ngon, nó thấm, nó sót rồi rất là ngon. Ừ. Các bạn nào ở Mỹ mà không biết cách làm sót á, làm chỉ á. Bốn loại đơn giản á. Nước tương, xì, dầu hào, đường với tương ớt là xong rồi. Này mình cũng nghĩ ra nè. Mang qua chỉ. Rồi chỉ còn cách làm mà. Mấy nhà hàng nó có sẵn nước sốt mình nó không cho biết bí quyết nó là gì. Mình sẽ suy nghĩ ra thôi. Mà hôm trước làm lần đầu tiên ăn thấy cũng ngon. Nên bây giờ làm cái sốt này luôn.
Còn ai mà biết làm các sốt khác á, chỉ cho mình làm thử các bạn. Cái đầu gạch luôn nè. Nặng chanh rồi. Nặng chanh. Trời ơi, có pho mai rồi, nó tan rồi, nó tiêu. Bơ. Bơ mai em cứ bỏ. Béo quá hả? Béo quá. Anh thịt tiêu mà ăn chị. Nó chảy một vòng vòng đây. Tự nhiên ăn nguyên hết không? Ăn thịt mất là béo. Mùa đông này tôm hùm nó mắc lên các bạn. Nó còn rẻ như mùa hè nữa. Thì mùa đông ít ai đi săn bắt, giá cả nó sẽ mắc hơn. Chín đồng một phần. Thấy có ai nuôi mập chín đồng. Hè có mấy đồng? Mình mò bỏ chỗ ấy. Nói gì không? Chỗ gần cái, gần chỗ không mua, không lấy luôn hả? Không biết. Kỳ. Là sao? Tại như họ đặt rồi, kêu rồi, tiêm rồi luôn. Ừ. Ở cái chỗ lấy cái chỗ cái gì? Cái gì đó. Cái này có lấy cái bóc luôn. Có chỗ gì đó. Đây là trong đá gì? Nhiều người đặt không? Thì không lấy thì nó bắt đầu nó lấy ra nó bỏ hộp bán cũng bán nha, được hả? Ừ, đúng rồi. Ủa tôi xin xị à. Ngon ngon tôi làm mà giờ mà cũng ngon. Trên đời sướng nhất chỉ là ăn nghe rồi. Làm ăn. Đi làm cực ăn chút xíu. Đây gọi là ăn ngon mặc đẹp. Mình mặc chưa cần đẹp nhưng mà mình ăn cần phải ngon. Có một cái lễ rồi. Có một cái lễ rồi. Sắp sửa tới lễ. Sắp sửa tới lễ Thanh Nghi Vinh. Mình cũng làm tôm hùm thành gừng này cho má con Đinh đãi khách. Thì lúc đó mình sẽ quay cho các bạn xem bữa tiệc nó có gì ha. Ngày lễ tạ ơn của Mỹ. Mong các bạn đón xem. Còn một tuần nữa để mình đi mua sắm nữa các bạn. Ăn thịt nữa. Nó sốt ngon, ăn mì no luôn. Thịt đi, thịt đi. Thịt đi, ngán, con bắt đầu ngán nè. Cái này cần phải chanh rồi, béo quá. Ngon, đầu tươi. Bữa gạch nữa. Rất là ngon. Mình kia lấy con mấy con bự nhất. Mà nó biết sao dính vô một hai con nhỏ nè. Nên nó là cái con bự. Hả? Có nhỏ không? Có. Nó là cái nền mà. Rồi mấy con bự á. Mà nó đem vẫn đâu dính được con. Nó sợ lấy bự hết trơn rồi con nhỏ bán không được, người ta không chịu lấy. Thế ai lại cũng kêu lấy con bự nhất á. Ừ. Ăn cái hết nó bình thường, chứ lại mới ăn không đâu. Đồ ăn hành cũng tròn cả. Mình cho tôm cho ăn, không có ăn hành vậy. Đồng nhớ ăn cơm ngán.
Hình như là ngao rồi. Sao mày ăn này? Dạ đâu có thảo hành. Như gừng. Gắp đâu cũng được. Được rồi. Gừng mình cắt nhỏ quá. Gừng á dễ. Nó ra thơm mà nó dễ dính. Mình cắt miếng bự á. Đúng rồi, cắt miếng bự ăn đó ngon. Cắt miếng bự thì không có cắn được hành. Cái đó là chồng ăn cũng rất ngon đó. Đúng không? Đúng rồi. Chấm à. Mình kết thúc video tại đây ha. Tạm biệt các bạn, hẹn các bạn vào một video khác. Cái thời gian mình mới nấu đồ ăn thôi đó các bạn. Không thì mình sẽ quay mấy cái sinh hoạt đời thường cho các bạn xem ha. Tạm biệt các bạn. Bye bye. Bye bye. Đồ ăn đi.